Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của nữ anh hùng Nguyễn Thị Chiên, nữ anh hùng tay không bắt giặc. Thái Bình là miền quê giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Sử sách còn ghi danh biết bao con người ưu tú của Thái Bình trong những cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Trong đó có anh hùng Nguyễn Thị Chiên, người phụ nữ tay không bắt giặc. Anh hùng Nguyễn Thị Chiên, sinh năm 1930, mất năm 2016, sinh tại Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Bà là Trung tá Quân đội Nhân dân Việt Nam và là nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Chiên, sinh năm 1930, trong một gia đình nghèo khó có 5 anh chị em ở xóm Trại Đồng, xã Tân Tiến. Nay là thị trấn Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Nạn đói năm 1945 đã lần lượt cướp đi 4 anh chị em của bà. Ngay từ nhỏ, bà đã phải làm đủ việc như mót lúa, đi ở mướn, bế con cho nhà giàu trong làng để kiếm qua ngày. Do nhanh nhẹn và có chí khí từ bé, mới hơn 10 tuổi, cô bé Nguyễn Thị Chiên hơn 10 tuổi đã được các anh chị vận động vào lực lượng du kích. Thế là ban ngày đi làm thuê làm mướn, bế em, say cám chăn lợn. Tối đến, cứ xong bữa cơm tối, bà lại đóng cửa phòng đi ngủ, chờ chủ nhà không để ý, lén mở cửa ra ngoài, giải truyền đơn bí mật đến chỗ các anh chị du kích. Trong xã tập luyện và làm các công việc, các anh chị phân công. Bà được các anh chị du kích giao nhiệm vụ giải truyền đơn kết hợp với bảo vệ vòng ngoài cho các cơ sở bí mật của cách mạng, đồng thời phát hiện nơi ém quân của địch. Lúc này Kiến Xương trở thành tâm điểm chú ý của thực dân Pháp. Ngoài công việc được giao từ trước, bà bàn với anh em du kích tìm cách quấy nhiễu và phá hủy các đồn bốt địch, cướp súng, trộm súng của địch cho bộ đội. Còn bà cùng với các chị em mò cua bắt cá đem bán lấy tiền đi mua lại súng đạn của những tên lính ngụy để chuyển cho bộ đội. Từ năm 15 tuổi, bà Nguyễn Thị Chiên bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng là trung đội trưởng đội nữ du kích xã Tán Thuận, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Bà chỉ huy đơn vị hoạt động lúc ẩn lúc hiện, khi đi phá đường, khi quấy rối phá tề, gây hoang mang cho đội. Đội du kích nữ của bà đã tổ chức hơn 40 trận đánh, quấy rối nổi tiếng, diệt và bắt sống nhiều tên địch. Năm 1946 đến năm 1952, bà Nguyễn Thị Chiên tham gia xây dựng cơ sở kháng chiến ở năm thôn, xây dựng và chỉ huy đội du kích xã Tán Thuật, nay là thị trấn Nê, đánh địch, chống càn, phá giao thông đường 39, phá tề. Bà đã tiêu diệt và làm bị thương, bắt 15 quân địch. Tháng 4 năm 1950, trong khi đưa cán bộ về hoạt động tại xã, bà bị quân địch bắt, dụ dỗ tra tấn suốt 3 tháng rưỡi, nhưng bà vẫn trung thành không khai báo. Tháng 10 năm 1951, trong một trận phục kích đánh địch trên đường 39, bà đã bắn bị thương một quân địch, bắt sống 6 lính địch, thu được 4 khẩu súng. Tháng 12 năm 1951, khi quân đội Pháp lùng sục vào làng, bà đã chỉ huy du kích bất ngờ xông ra bắt sống 4 tên lính Pháp. Nhớ bấm like. Năm 1952, bà Nguyễn Thị Chiên được bầu là chiến sĩ thi đua toàn quốc. Bà là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên được nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Năm ấy bà mới 22 tuổi. Càng vinh dự, tự hào hơn khi tại đại hội, bà đã được gặp Bác Hồ. Quá xúc động khi được gặp Bác, bà đã òa khóc, một lúc sau mới trấn tĩnh lại để ghi nhớ những lời Bác dặn. Những lời căn dặn của Bác trong lần này là động lực lớn, khích lệ các đồng chí quyết tâm vượt qua khó khăn gian khổ, chiến đấu giành thắng lợi. Bà còn được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng một khẩu súng lục của người với lời nhắn nhủ: cháu Chiên ước mong được một khẩu súng lục để chiến đấu, Bác thay mặt chính phủ và đoàn thể sẽ cho cháu một khẩu súng lục. Đây là phần thưởng cao quý, không phải chiến sĩ nào cũng đạt được, thỏa mong ước cháy bỏng của bà trong suốt quá trình hoạt động du kích. Dưới bút danh CB, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài Nguyễn Thị Chiên đăng trên báo Nhân dân nêu bật tấm gương của bà. Đến năm 1953, bà mới chính thức gia nhập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ thi đua toàn quốc, anh hùng Nguyễn Thị Chiên được cử tham gia đoàn đại biểu Việt Nam đi dự Đại hội Hòa bình châu Á-Thái Bình Dương tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Đại hội Hòa bình Thế giới tại Viên, Áo. Sau kháng chiến chống Pháp, bà Nguyễn Thị Chiên về công tác tại Cục Chính trị, Quân khu Thủ đô. Bà được phong quân hàm Trung tá vào năm 1984. Nguyễn Thị Chiên qua đời vào 8 giờ 20 phút sáng ngày 1 tháng 6 năm 2016 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Long Biên, Hà Nội, hưởng thọ 87 tuổi. Cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, bà đã được các khen thưởng như ngày 19 tháng 5 năm 1952, bà được phong tặng danh hiệu Nữ Anh hùng Quân đội, Huân chương Quân công hạng 3, Huân chương Chiến công hạng nhất, hai Huân chương Kháng chiến hạng nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.